Hôm nay là thả giống cặp Bắc Hà trắng. Đây là Queen. Đàn con đợt này là được 6 con. Cái ra ngoài được cơ đấy. Sáu con cái. Đẹp rồi đấy. Đây là con đực Bắc Hà. Đó. Chui đây. Đó. Lông zoom siêu gần đây. Người đang rất là bẩn. Trên lưng của nó đang có một cái nhúm bẩn này. Không biết là nó ra nó nghịch đất thì sao ấy. Chắc gãy lưng. Gãy lưng xuống đất. Cũng có tí tướng mạo rồi đấy. Có tí tướng mạo rồi. Ngoan lắm. Trắng tinh luôn. Như sâm moi. Từ từ anh bỏ cái này ra xong nhảy vào. Ồ, 6 con trắng rất là đều. 6 con cái. Ai mà có hụt cái đàn trước không bắt được cái con Bắc Hà trắng thì có thể chờ đàn này, Bắc Hà xù trắng. Vẫn cùng bố cùng mẹ đấy. Đó. Lần này là đẻ 7 con nhưng mà bị lót ổ mất một. Một con nó ra sau lâu quá. Thành ra là nó bị ngạt. Đây nó nóng nó chui ra bên ngoài thế nào. Nhưng mà cũng phải cái giải cái đệm, lúc nào nó mạnh mạnh thì cho vào. Ra ngoài nằm nhưng mà lại vẫn rúc. Sự ăn Bắc Hà này cũng tốt. Đây này, nhìn mới đẻ ra là nhìn thấy là cái màu lông của nó là chuẩn nhất nhá, nó chưa bị dính bẩn gì. Nó trắng tinh này. Không có chấm đốm một tí nào luôn. Trắng tinh luôn. Còn này thì đàn lần trước là nó, biết nó, con bố mẹ này nó đẻ ra con như thế nào rồi. Nó dọn phân phải hỏi là mẹ nó dọn phân không có một tí nào bôi ra ngoài. Con này thì nó khéo. Nó khéo. Lần trước có mấy người hỏi cái mà không còn, mình muốn giữ lại một con. Thế là không có nhường được. Như đợt này mà 6 con này, nó mà cứ thuận lợi 6 con lên thì giữ lại 2 con này, bán 4 con. Cái bộ gen của cái cặp này nó là quá là ok đúng không? Hai đàn. Giữ mẹ. Đàn trước thì 5 đàn lại, đàn trước 5 con. Chính giữ mẹ lại Bắc Hà loại bố nó thôi. Không bớt, thì đồng. Thì chuẩn đẻ ít lắm. Giữ lại thì mỗi đàn giữ lại, như đàn trước giữ một con, đàn này giữ 2 con là được rồi. Không lẽ giữ hết. Đi vào này giữ nóng. Này mà con nào bén bảng đến là nó chơi ngay. À tất nhiên rồi, nó bảo vệ con đấy chứ. Con. Mà bọn Bắc Hà này bình thường nó giữ nhà nó cũng gấu lắm anh, nó đâu có phải chuyện đùa, kể cả bọn cộng thế. Chúng nó không giống nhau, là nếu mà bình thường thì có thể EA, nhưng mà láo nháo là nó bụp ngay chứ nó không có ấy đâu. Quầy gỗ này cũng chỉ cho đàn tổng và đàn cho con Bắc Hà ra đây luôn, hay là đàn Bắc Hà quá xinh luôn. Xinh lung linh luôn, sợ quá xinh so với tiêu chuẩn, đúng ở bản tiêu chuẩn Bắc Hà luôn. Bộ tai. Yeah. Tai Bắc Hà dày này. Tai Bắc Hà nó rất là dày. Gãy trên. Và nó đóng rất là cao, nó đóng cao ở trên đầu chứ nó không đóng hai bên mà nó đóng cao ở trên đầu. Và tai của nó là tai cụp nhưng nó lại không phải cụp hẳn. Đổ ngọn nhỉ. Đổ lửa tai xuống. Này lúc mà nó tập trung cái gì thế là nó vẫn hơi có một độ vảnh một tí. Nó hơi ke ke được một tí tai lên. Lúc nó hưng phấn lên. À, nó hơi căng lên là hơi ke nhưng mà nó vẫn không thẳng được. Nhưng nó vẫn có độ điều hướng cái đầu tai được.
lung linh. Nó ra nó phải nhanh. Canh đi. À, nhìn người từ 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 để ấy cái lông của nó. À, lông. Lông nó chia hai lớp rõ ràng, một cái lớp lông đệm êm ở bên trong và cái lớp sợi cứng ở bên ngoài. Anh nhấc một con này xem nào. Thấp xuống. Quy nằm sẽ ra. Cái nhá. À, nhìn trông như con chuột đấy. Tại vì là mõm đỏ, anh Tân nhìn thấy cái con chuột trong còn trong ổ chưa? Yeah. Mõm đỏ ao. Mõm đỏ, người đỏ. Cho con khác. Nhấc từng con này. Tí giờ cho nó tự nó tìm ti lại. Bọn này đây, nó cái tiếp nha. Trộm vía nó khỏe, nó tìm được ngay. Rồi, đưa mõm vào khác. Tiếp. Nó tìm ngay. Nhấc cả cái chân của nó để thấy là nó có huyền đề hay không nữa. Không có huyền đề. Rồi. Không có móng thừa. Tất cả đều không có móng thừa. Rồi. Rồi, Queen cứ nằm yên đấy. Rồi, nhìn cái cung rốn của nó còn đang thì đỏ đây này, mới đẻ, chưa được đủ một ngày. Rồi, ok. Đó. Tất cả đều không có bị móng thừa, ok. Nhìn trong cái mõm nó hồng như con chuột. Trong con nào có hai cái vết thế này. Đâu, cái đấy là cái chấm râu. À, chấm râu. Chấm râu, nhưng mà con chó nó màu trắng thì anh nhìn thấy nó rõ. Cái chấm râu ở hai bên má với chấm râu ở trên chấm mắt. Nhìn con chó trắng thì anh nhìn nó mới rõ. Chứ con bình thường mà con màu vàng hay con màu gì thì nhìn thì không thấy được. Rồi, Queen cứ chăm con như bình thường đi. Queen lên hình là Queen cũng tập trung vào video à? À, tập trung vào máy quay hả? Không cần đâu, lúc nãy quay đẹp rồi. Có chăm con thì chăm đi. Như bác Hà nó đẻ 8 con nó vẫn chăm tốt. 8 con thì cũng sẽ vẫn vô tư. Không, với lại cái quan trọng đấy là mình cho nó dùng xem mưu anh ạ. Chứ còn nếu mà không thì cũng 5 con là cũng nhập đấy. Như dùng xem mưu thì anh chẳng bao giờ anh thấy tình trạng thiếu sữa. Trừ phi giả sử như con Bắc Hà này nó mà đẻ 10 con chẳng hạn thì chắc là vẫn thiếu. Chứ còn cỡ 7-8 con thì đơn giản, là 6 con thì chăm là nhàn tênh và lớn vù vù luôn. 5 con ở trong kia nhìn nó bụ như thế cơ mà. Không, nhưng mà rồi đàn này cũng bụ vì nứa này con nó trộm vía nó khỏe hơn đứa trước, đứa còn sau. Đứa này nó còn dài. Đạt được cái đẹp. Một là lứa trước con so, hai là đúng rồi, và thêm vào nữa là cái con so mẹ là ở cái tuổi đấy, nó tuổi này nó đẻ tốt hơn này. Con so mẹ nó 2 năm nó đẻ tốt hơn con so mẹ non. Con non là nó đẻ kém hơn, kể cả con non của anh con ở lứa thứ hai nó vẫn cứ kém hơn cái con mà nó 2 tuổi, tầm 2 tuổi con cái. Và quan trọng nữa là nó thích nghi thời tiết ở dưới xuôi rồi. Chứ còn quan trọng là nó thích nghi thời, con mẹ nó có độ thích nghi thời tiết ở dưới xuôi. Chứ như lần trước nó dù sao nó là lần đầu. Chứ các cái đàn mà yếu nó mệt lắm. Mẹ nó hàng 2 ngày có khi nó mới giúp tốt được. Mà cái giống mẹ nó liếm một phát nó lại dài. Sao cái thằng này nó lại ra đây nó nằm ở đây nó ngủ à? Đi vào trong này. Ngủ. À, nó nằm đấy là nó thể hiện là nó cái thời tiết nhiệt độ này mới có 20 mấy độ nhưng mà nó đã hơi nóng một tí cho con thì nó nóng. Ok đấy, đàn này là 6 con cái rất là đều và trắng muốt luôn. Ai mà quan tâm đến cái con Bắc Hà xù trắng thì chờ đàn này. Đó, có thể tham khảo cái đàn trước.